hội nghị, xin nồng nhiệt chào đón và thành kính tri ân chư tôn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hương Yên, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu đã tới tham dự hội nghị. Kính chúc chư tôn đức quý vị mạnh khỏe, an vui, thành tựu mọi sở nguyện. Vào thời gian này, nhân duyên họp đủ trước sự chứng minh của mười phương chư Phật, sự hiện diện của chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị đại biểu, thay mặt đoàn chủ tọa, tôi trịnh trọng tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 5, suy cử ban trị sự nhiệm kỳ 6 Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động. Kính chúc hội nghị thành công viên mãn, xin trân trọng cảm ơn. Cùng toàn thể quý vị tham dự hội nghị, được sự quan tâm chỉ đạo của ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên và sự quan tâm giúp đỡ của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, ban trị sự và tăng ni Phật tử trong huyện đã tích cực hoạt động Phật sự, đạt nhiều kết quả tốt, nhằm ghi nhận động viên cho ban trị sự nói riêng và toàn thể tăng ni Phật tử huyện Kim Động nói chung. Ngày 25 tháng 10 năm 2021 vừa qua, ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động và ba cá nhân tiêu biểu của huyện Kim Động nhiệm kỳ 5. Sau đây, chúng con xin thành kính cung tỉnh Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên lên công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức. Con xin thành kính cung tỉnh Thượng tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội. Tới giờ phút này, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động nhiệm kỳ 5 2016-2021 đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây con kính thỉnh Đại đức Thích Thanh Quang, trưởng ban, thay mặt cho tập thể ban trị sự lên tuyên bố mãn nhiệm. Xin kính tỉnh đại đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, trên hòa thượng và nhị vị thượng tọa chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kim Động lần thứ 5 đã nhất trí suy cử 9 thành viên chúng con vào ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động nhiệm kỳ 2016-2021. 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đứng đầu là hòa thượng trưởng ban, cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cấp đảng, chính quyền mặt trận và sự nỗ lực của các thành viên ban trị sự, căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định, ban trị sự chúng con đã thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Đến giờ phút này, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi Thích Thanh Quang, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động nhiệm kỳ 5, thay mặt cho toàn thể ban trị sự nhiệm kỳ 5, xin trịnh trọng tuyên bố mãn nhiệm để hội nghị chúng ta hôm nay suy cử ban trị sự nhiệm kỳ mới.
Nhân đây, chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp đảng, chính quyền, mặt trận các cấp đã tạo điều kiện cho Ban trị sự Phật giáo huyện Kim Động nhiệm kỳ 5 hoàn thành nhiệm vụ và có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được sự phân công của Ban tổ chức, sau đây con xin trình hội nghị danh sách nhân sự dự kiến sẽ cử vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động nhiệm kỳ 6 2021-2026. Chúng tôi xem thấy là 11 vị thì các vị được giới thiệu tín nhiệm giới thiệu vào cái Ban trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026 thì cũng đúng với định cái thông tư số 205 của Trung ương Giáo hội của tỉnh hội Phật giáo. Nếu chúng ta không có ý kiến gì thì coi như chúng ta đã đồng thuận với số lượng cũng như là đồng thuận để giới thiệu 11 vị vào Ban trị sự mới, thì xin đề nghị xin niệm Phật để xuyên cử. Nam Mô Bản Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dưới sự chứng minh điều hành của Hòa Thượng Thích Thanh Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Chỉ đạo công tác đại hội và hội nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, toàn thể các tăng ni đại biểu chúng ta đã nhất tâm niệm Phật suy cử 11 thành viên của Phật giáo huyện Kim Động tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới với Đại đức Thích Thanh Tâm là trưởng ban. Thời gian này, phần xin ý kiến đại biểu đã xong, 11 vị trong Ban trị sự nhiệm kỳ mới đã chính thức được suy cử. Chúng con một lần nữa xin chư tôn đức và toàn thể quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho tân ban trị sự. Tôi xin trân trọng cảm ơn bà Vũ Thị Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động thay mặt cho các vị lãnh đạo huyện vừa có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này. Trong bài phát biểu, bà đã có những đánh giá, ghi nhận, động viên sự cố gắng và những kết quả tốt đẹp mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động nói chung đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời cũng có những gợi ý, góp ý cho Ban trị sự Phật giáo huyện Kim Động nhiệm kỳ tới thực hiện thành công phương hướng kế hoạch của mình theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và lĩnh hội các ý kiến góp ý của bà, và nơi đây cũng xin cầu Phật giáo hộ nơi quý ông bà lãnh đạo của huyện Kim Động cũng như tỉnh Hưng Yên luôn luôn mạnh khỏe, quan tâm giúp đỡ cho Phật giáo huyện Kim Động nhiều hơn nữa trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ 6 tới đây. Xin trân trọng cảm ơn bà. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, về chứng minh và chỉ đạo tối cao cho hội nghị của chúng ta ngày hôm nay có sự hiện diện của Hòa Thượng Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Sau đây, hội nghị chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng từ bi hoan hỷ
ban đạo từ chỉ đạo cho tân ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động nhiệm kỳ 6 và có ý kiến với hội nghị, chúng con xin thành kính cung thỉnh hòa thượng. Như chúng ta phải xác định là chúng ta là sứ giả của Như Lai thì chúng ta phải luôn luôn phải học tập tu dưỡng để trở thành người sứ giả thật sự sứ giả của Đức Phật Như Lai. Đạo Phật chúng ta được trường tồn mãi mãi trong cái thế gian này là do được học đó. Cho nên tôi mong rằng các vị đã hứa hẹn với những người gì một là các vị phải thực hiện tốt được yêu cầu của chủ Đức Phật, thứ hai đó, là phải học tiếp nối những bước đường của các đạo vị đi trước. Nếu chúng ta muốn thành công chúng ta phải đoàn kết và đoàn kết tăng đi qua trị sự Phật giáo Huyện Kim Động khóa trước hoạt động tôi thấy được là vô cùng là kết quả, nhưng còn những cái vấn đề còn lại cái ban trị sự mới này phải tiếp nhận. Ông Phật giáo biết làm sao có thể báo không? Cầu Phật giáo cho ban trị sự mới mình ổn định, Phật phù hộ độ trì cho luôn mạnh khỏe, có đạo tâm, có trí tuệ, có sức khỏe để hoàn thành cái nhiệm vụ mà giáo hội tăng ni giáo phó từ các cấp đảng chính quyền và trần người ta tin cậy. Để xin một lần nữa xin chúc tất cả mọi người chúng ta luôn mạnh khỏe và an toàn. Hướng tới mục tiêu xây dựng giáo hội trang nghiêm, tăng đoàn vững mạnh theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tôi đề nghị và cũng tin tưởng rằng tới đây toàn thể các ni Phật tử trong nguyên chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi trịnh trọng tuyên bố bế mạc hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 5 và suy cử ban trị sự nhiệm kỳ 6 của giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Động. Trong quá trình tổ chức không tránh khỏi những sơ suất, kính mong chư tôn thể đức quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị hoan hỉ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe toàn thể chư tôn đức chư quý vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.